chào các bạn, mời các bạn ăn nho nha. Nho này nho ở Bình Thuận nha các bạn. Nho nhỏ em mới đi về mua cho, và giờ mời các bạn ăn nho với mình nha. Cái chùm nho này đang là ăn thử cái chùm đen này chắc nó ngọt. Mời các bạn nha. Ngọt quá trời luôn các bạn ơi. Nho Bình Thuận dùng đó, nho người ta trồng nhiều các bạn. Trồng nguyên cái vườn nho trên đầu là nó lủng lẳng gì á. Ngon á. Mình ăn cái chùm này là nó chín rồi nè. Nó chín là rất là ngon, rất là ngọt, mà giòn nữa. Nguyên mâm luôn các bạn. Ngon ghê. Ngon. Ngọt hết thảy. Cái hộp cũng có chút xíu các bạn. Nhai luôn. Mà nhai cái hộp nó hơi đắng, hơi đắng các bạn ơi. Cảm ơn em yêu nhiều em gái á, cho chị Quyên một mâm nho luôn, ăn rất là ngon nha. Mình ăn thử cái chùm màu xanh nè. Cái trái màu xanh đi. Cái trái màu xanh thử nó có chua không. Chua các bạn ơi. Nhưng mà không chua lắm. Được. Nhưng mà mình ăn chín vậy nè, chín đen vậy nó ngọt hơn. Ngọt. Chín đen vậy thì ăn nó ngọt, ngon quá trời ngọt luôn á. Mời các bạn chùm nho. Đã không, chùm nho. Quá trời đẹp. Quá trời ngon. Cái chùm này là nhỏ các bạn. Đây. Wow, trời ơi, hái từ trên vàng về luôn đó. Mình hái nhiều mình đăng ký nhiều ha. Tự vô mình hái rồi mình đóng thùng, ta đóng thùng cho mình. Ôi chùm này nữa nè, quá trời nhiều luôn. Trái gì đâu mà chi chít quá trời các bạn ơi. Thấy mê nha. Nhưng mà cái trái này nè, nó hơi chua. Tại vì nó màu xanh, nó xanh chua lắm, ăn ngon. Ăn ai thích ăn chua thì ăn cái chùm này. Theo mình thì mình thích chua, mình ăn cái trái chín đen đen vậy nè. Chín đen đen vậy ăn nó ngon. Nho Bình Thuận nha các bạn. Nếu các bạn nào có đi ngang Bình Thuận, ghé một lần vào vườn nho tham quan và tự mình hái. Tự hái. Tự mình lựa chọn. Rồi xong mình đăng ký, ta đóng hồn về cho mình. Rất là ngon ha. Cái chùm đen đen này rất ngọt. Còn cái chùm này á, nó xanh xanh vậy. Còn chua. Nhưng mà chua chua ngọt ngọt các bạn ơi. Chứ không phải chua lát đâu. Chua lát, chua lè, chua lát. Nghe câu này cái mình nhớ cái người đó rau xài các bạn. Ai ăn xài không xài, chu lè chu lét muốn mùa thôi. Trời ơi, rau vậy nghe mắc cười gì đâu. Mời các bạn. Ngon. Cho nguyên mâm. Nhưng mà quay cho các bạn coi hoành tráng vậy chứ ăn xào hết. Mình ăn dữ lắm, mình chùm vậy các bạn ơi.
Hay các bạn ơi, giờ mình ăn thử nha, hết một chồng này coi ha. Ăn cho bạn coi thử nó, mình ăn coi hết còn. Nếu mà đói bụng á các bạn, có thể mình ăn được hai chồng. À, mình nhìn ngon không? Nhỏ em của mình, em Út, nó đi Bình Thuận bây giờ á, nó mua rất là ngon, ngọt các bạn. Ngon quá. Ăn nho này cũng tốt các bạn. Mình chỉ biết tốt thôi chứ mình không biết chứ mình không biết nó tốt như vậy gì. Chỉ biết lớp cho ăn tốt thôi. Nói chung là tốt. Giờ không biết nó làm sao nữa. Bạn nên nhả hộp các bạn. Tại vì hộp mình nhai ăn vô nó đắng. Nó đắng thì mình làm mà nó mất đi cái vị ngọt của nho. Nên ăn nó không có ngọt. Mời các bạn nha. Mừng mọi người luôn. Nói chung là mời cô chú bác gì đó, mời ăn nho cùng mình nha. Nho Bình Thuận. Ở đây mình cũng có chồng bên nhà cái anh kế bên nè, anh họ, anh rể chứ, cũng có chồng một vườn nho các bạn. Nó có trái, nó cũng tốt lắm luôn á, mà không có trái. Mình không biết cái khí hậu ở đây sao, nóng quá nó không có trái hay sao, hay là tốt quá không có trái, mình cũng biết nữa. Nhá, anh rể mình á cũng mê đem về trồng nhưng mà không có trái các bạn ơi. À, trồng hả cả năm, hai năm nó mưa lớn mà mưa ra một cái vàng thật là bự. Nhưng mà không có trái. Mình không biết ở đây mình trồng được không ha. Chứ này ở Bình Thuận, cái không khí ở Bình Thuận mình nghĩ cũng nóng mà ta. Thì mình ở đây cũng nóng. Tại sao mình trồng được, trồng được mà không có trái. Còn chỗ đó không biết người ta có xử lý thuốc tăng trưởng gì không ta. Mình cũng mất nữa. Ăn cái trái hơi xanh xanh này các bạn, chua chua ngọt ngọt. Nếu ai thích ăn chua, mình thích ăn cái chùm như vậy nè. Nó chín đen hồ lùi vậy, ngon. À, nãy giờ mình ăn con chùm, chùm rửa các bạn. Ở đây chùm rưỡi no lắm, nó có nước, mình ăn luôn vỏ luôn. Cái này lọc vỏ không được nè các bạn. Lọc vỏ ra ăn cũng được mà mất thời gian lắm các bạn ơi. Để vậy ăn luôn, ăn có cái vỏ nó giòn giòn nó ngon, vỏ giòn giòn ngon lắm. Nếu mà lột cho nít ăn á, cho nít á, thì mình thẳng lột vậy ha. Còn mình á, lớn mình ăn mình để luôn vỏ mình ăn. Để vỏ này ăn được không có sao hết, rất ngon ha. Để vỏ ăn nó giòn các bạn, giòn mà ngon lắm.
mình ăn hết chùm này mình nghĩ các bạn ơi, no quá, rất là nước, nhiều nước, rất là nhiều nước ở trong. Ăn một chùm này là cũng nhiều lắm luôn. Các bạn thấy chùm quá trời ngon ghê. Đây nữa nè, trời ơi, chùm nào chùm nấy cháy thôi. Cái này mình để ra rồi, mình ăn xong rồi giờ mình sẽ để vô tủ lạnh các bạn, để dành ăn dần dần ha. Thôi, còn cái cành không, các bạn thấy chùm nhỏ vậy chứ nhiều trái lắm á nha, không giỡn đâu à. Mình ăn hoài hoài nãy giờ nó no. No mà ngon. Ngon quá các bạn ơi. Nhìn thấy mê ha. Cái mình cũng quay cái clip nho này cho các bạn xem, và ở đây cũng cảm ơn nhỏ em, nó đi Bình Thuận về nó mua cho mình. Nhỏ em gái mà em út nữa thì cái cũng cảm ơn rất nhiều. Cái clip với là cái video của mình làm ở đây thì cũng đã kết thúc rồi các bạn. Nếu các bạn có thích kênh của mình thì hãy đăng ký thích, like là thích các bạn, quên quên, thích nè, rồi comment nè, rồi đăng ký nè, rồi nhấn chuông nữa nha, ủng hộ mình nha. Thì mình cũng cảm ơn các bạn rất nhiều đã xem video của mình, và chúc các bạn và mọi người nhiều sức khỏe. Thì ở đây mình cũng đã xong rồi, bye bye và hẹn gặp lại ngày mai. Cũng mà không quên cho các bạn hai trái tim. Bye bye, các bạn hẹn ngày mai nha, bye bye.